Ở đây là một cái chiếc điện thoại nắp gập Little Tykes. Có đèn và âm thanh ha. Một cái mặt gương an toàn ở đây. Rồi âm thanh của điện thoại là nó nhỏ thôi nha. Tại vì bé nó áp stereo lỗ tai mà. Cho nên là phải thiết kế an toàn là có âm thanh nhỏ và loa nó hướng ra phía sau. Rồi cái điện thoại này là nó sử dụng hai viên pin tiểu 3A.